Tường San làm nên lịch sử với danh hiệu Á hậu 2 Miss International Queen. Việt Nam! Việt Nam! Hai màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn, xoay váy tựa Hennie. Phút 80 gặp phải câu hỏi quá khó nhưng được Huy Hoàng cứu cánh hai màn ứng xử. I am ready to transform the world because I am the force of transformation. I do believe that I have been dreaming for this dream 6 years. And now, standing here on the Miss International Queen stage, I take all my passion, the world, and to transform the generation. Tối ngày 24 tháng 8, Á hậu chuyển giới Việt Nam Nguyễn Tường San đã làm nên lịch sử cho cộng đồng sắc đẹp Việt Nam nói chung và cộng đồng người chuyển giới nói riêng, khi là người chuyển giới Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Á hậu 2 Miss International Queen, cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới cho người chuyển giới. Danh hiệu của Tường San là danh hiệu cao nhất chỉ sau chiến thắng của Hương Giang năm 2018. Tại đêm chung kết, Tường San đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc với hai phần trình diễn dạ hội và áo tắm. Đặc biệt ở phần trình diễn trang phục dạ hội, Tường San đã diện một thiết kế đến từ nhà thiết kế tên tuổi Đỗ Long. Tường San đã thể hiện vô cùng tốt khi có màn xoay váy thần sầu được dân tình cho là đã thể hiện được phần xoay váy huyền thoại của Hoa hậu Hennie trên đất Thái Lan năm 2018. Khi Tường San xoay váy, khán phòng như nổ tung vì tiếng cổ vũ và hò hét cho nàng hậu. Chiếc váy hồng với hai phần tà dài ở tay và chân, kết hợp cùng chi tiết khóe eo đầy gợi cảm khiến dân tình phải suýt xoa vì độ lộng lẫy của chiếc váy. Sau hai màn trình diễn xuất sắc, Tường San đã cán đích top 6 chung cuộc, tiến vào phần ứng xử. Thế nhưng Tường San lại gặp phải câu hỏi ứng xử quá khó, nói về việc có nên cho phép vận động viên chuyển giới thi đấu tại Olympic hay không. Đây là câu hỏi được đánh giá là khó nhất top 6, vì đây là vấn đề đang được cả thế giới tranh cãi và chưa có được tiếng nói chung. Đối mặt với câu hỏi khó, Tường San có phần lo lắng và ứng xử hơi ngập ngừng, thế nhưng đã được phiên dịch viên Huy Hoàng cứu cánh. Huy Hoàng là thí sinh cùng thi Miss International Queen Việt Nam 2023 chung với Tường San. Huy Hoàng sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5, thế nên đã thêm mắm dặm muối, làm cho câu trả lời của Tường San trở nên vô cùng xuất sắc và giúp Tường San tiến vào top 3 chung cuộc và sau đó là đăng quang danh hiệu Á hậu 2. Danh hiệu Á hậu 2 là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà cô nàng đã bỏ ra. Được biết từ những ngày đầu nhập cuộc thì Tường San đã thể hiện bản thân là thí sinh nổi bật khi liên tục dùng tiếng Thái để giao tiếp, thu hút vô số kênh truyền thông quốc tế. Tuy chưa sở hữu bất kỳ một chứng chỉ tiếng Anh hay tiếng Thái nào, nhưng khả năng giao tiếp, ứng xử và thuyết trình của cô bằng hai ngôn ngữ này lại vô cùng xuất sắc.